Hưu. Hi, Ken xin chào tất cả mọi người. Tôi vui được gặp lại tất cả mọi người. Hôm nay Ken sẽ tiếp tục làm video đi câu cá cho tất cả mọi người xem. Nhưng trước tiên thì Ken xin chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nhé mọi người. Với anh em ba người sẽ đi câu chỗ mà video gần đây của anh em Thiên được một con cá lăng đá nhưng mà bị đứt dây đó mọi người. Đó, video đó thì rất là tiếc nhé mọi người. Hôm nay thì cách đây hai thì Thiên cùng với anh em tiếp tục quay lại điểm câu bị sải con cá lăng hôm bữa để mà Thiên cùng với anh em sẽ tiếp tục câu. Và thời điểm hiện tại thì chắc tầm khoảng 3 giờ nhé mọi người. Đó, anh em Thiên thì vừa mới ráp cái cần xong. Nghe là tí nữa anh em sẽ căng cái tấm bạc rồi anh em sẽ ngủ chỗ này. Và Thiên cũng vừa mới phát dọn chỗ này em người. Chỗ này là ngay ngã ba sông Đồng Nai. Nói chung là phía bên này cũng là sông Đồng Nai nhé mọi người. Nhưng mà ở giữa cái khu rừng bên kia kiểu như là có một cái đảo đó mọi người. Xung quanh thì toàn nước. Đó. Anh Tư thì với Phi thì đang vừa mới thả cần dưới này nha mọi người. Đang đợi cá ăn. Đó, hy vọng là chuyến này đi thì ba anh em Thiên sẽ câu được con cá lăng nha mọi người. Trước thời gian gần đây thì Thiên nói chung là câu bị mỏm riết mọi người đó. Và với lại thì video của Thiên nếu như mọi người cảm thấy nó hay và hữu ích thì hãy nhớ cho Thiên một like, một đăng ký kênh để Thiên có động lực làm video tiếp theo nha mọi người. Video của Thiên thì hôm nay Thiên sẽ làm video là 2 ngày 1 đêm tiếp nha mọi người. Ban đêm thì nói chung là Thiên thiếu ánh sáng nên không có thể quay hết vào ban đêm cho mọi người xem. Trừ khi nếu mà Thiên câu ban đêm mà có cá thì Thiên sẽ quay cho cả nhà xem. Còn nếu không có cá thì Thiên sẽ bỏ bớt nhé mọi người. Đó, để không mất thời gian của mọi người xem video của Thiên. Đó, nói chung là mỗi một chuyến đi của Thiên thì Thiên sẽ cố gắng làm cái video thực tế nhất nha mọi người. Chuyến nào đi mà không có cá thì Thiên sẽ nói cho tất cả mọi người là sẽ không có cá. Chứ anh em Thiên không có thể làm cái video để câu view thôi nha mọi người. Nhưng mà Thiên muốn gửi gắm tới tất cả mọi người là bằng cái video, bằng một cái chuyến đi thực tế nhất. Đó. Mỗi một video thì nó sẽ mang một cái thực tế nhất để cho tất cả mọi người cùng xem. Và Thiên cũng mong muốn là chuyến đi nào cũng có cá lăng to để cho tất cả mọi người xem. Thì theo Thiên nghĩ là tất cả nên những video nếu mà không có kết quả hoặc là không săn được cá to thì ít có người muốn xem. Nhưng mà Thiên muốn mong muốn hy vọng là mọi người sẽ luôn đồng hành cùng Thiên để Thiên luôn luôn có động lực làm video. Đó, bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo ba anh em Thiên. Xem coi chuyến đi này coi Thiên và anh em có săn con cá không nhé mọi người. Mời tất cả mọi người. Đây là Từ bên Phi vừa mới thả cần. Từ thì hai cái cần, Phi mình đưa lắm ta. Đó, nước tầm 3 giờ không biết có rút thêm hay không nhưng mà theo anh Thiên thái thì nước vẫn đang rút nha mọi người. Đây là cần của anh Từ. Bữa trước anh em bị sải con cá lăng là nước nó rút xuống rất là nhiều nha mọi người. Đó, nói chung là bây giờ nước vẫn đang lớn. Giờ anh em Thiên đang đợi cá. Vừa làm xong cái trại để ngủ qua đêm nha mọi người. Đó. Hôm nay thì Thiên cầm theo hai cái tấm bạc luôn. Đây là tấm bạc cũ và đây là tấm bạc mới lái được dưới kia nha mọi người. Và chỗ này là Thiên sẽ cuột võng để ngủ qua đêm nay.
Và địa điểm anh em câu chính là khu vực này nha mọi người. Đó, còn trên thì ngay chỗ này. Nãy giờ chắc cũng tầm hơn 15 phút rồi nha mọi người. Chưa thấy lên cá. Mà tí nữa Thiên sẽ thử thu cần. Trên anh em Thiên sẽ ngủ chỗ này. Tí nữa anh em sẽ làm lửa rồi nấu cơm. Đó, nói chung là ngủ trong rừng thì nó rất là ngon nha mọi người. Đó, tại vì mùa này nói chung chỗ này cũng rất nhiều con vách với lại mũi nha mọi người. Mỗi lần Thiên đi thì Thiên hay cầm nhang mũi với lại thuốc vách. Đó, với lại cầm theo mấy chai dầu gió ở phòng nếu mà mình có bệnh đột ngột này kia mọi người, đau đầu mọi người. Đó, Thiên đi thì Thiên hay cầm thứ nhất là dầu gió, thứ hai là thuốc đau đầu, sao bào tử này kia. Nói chung là Thiên chuẩn bị đầy đủ hết nha mọi người. Đó, nếu như mọi người đi rừng đi xa hoặc là đi một mình, mọi người có thể làm theo Thiên như là cầm sẵn thuốc với lại dầu gió, nói chung là để phòng thôi nha mọi người. Đó, thì Thiên có cầm theo súng bắn cá nha mọi người. Đây, súng bắn cá. Đó, nước thì bữa trước anh em Thiên đi thì nước sáng sớm nó hơi trong, các dạo này do ảnh hưởng áp thấp đó mọi người, và nước lại tiếp tục đục nha mọi người. Thiên thử xuống dưới kia Thiên thử lãng xem coi có tối. Còn thả câu thì từ nãy giờ chưa gần 30 phút rồi, chưa thấy lên cá nha mọi người. Mời mọi người cùng theo Thiên. Nói chung là nước rất là đục cho mọi người, không có soi được luôn. Pin rồi. Cáp à. Lẹ mẹ. Lẹ chăm bên ạ. Chăm bên trên ạ. Chăm bên ạ. Em câu tầm 2 tiếng đồng hồ không thấy cá ăn luôn nha mọi người. Chắc có lẽ là tí nữa Thiên sẽ quay lại ngay cái bờ rừng đó, Thiên thử đi săn nha mọi người, đi soi đêm coi có thấy công gì không nha mọi người. Để tí nữa sau khi mình Thiên với anh em ăn rau dớn xong, đây mọi người, ăn nấu rau dớn nha mọi người, nấu rau dớn. Tí nữa anh em ăn xong, sau khi ăn xong rồi Thiên sẽ thử ra phía đằng sau chòi, Thiên đi soi xem có coi có con chuột mà nhé mọi người. Đây anh em ăn rau dớn, mời mọi người cùng với anh em Thiên ăn rau dớn thôi, không có cá. Karmar. Các em sau khi vừa ăn cơm xong thì Phi đang lên cá nha mọi người. Giờ mời mọi người cùng coi. Đâu. Mày hả? Con tụi mày. Nhìn nhìn coi nhìn. Chút tụi mông. Con tụi mông. Ơi. Chút à? Ừ. Kệ mày. Không có hốt mày. Hốt rồi. Rồi cả mọi người thấy ông Đồng Vương đang vướng ngay chỗ đó đó mọi người. Đó. Đó ông Đồng Vương ngay chỗ đó. Như là cá lăn đá nha mọi người. Rồi giờ tư sẽ xuống xuống xem coi con dính cái gì đó không. Có lần.
Mimi tuma. Đó đang vướng ngay chỗ đó đó mọi người. Làm lật cái bước cho mà. Kéo tư. Yo. Oh, và như vậy là đã sang được một con cá lăng. Anh đã một cò tư mà. Qua đá luôn mọi người. Để tí nữa lên bờ rồi Thiên sẽ quay gần hơn. Ôi nhà tưởng quá đã luôn. Chắc cao tầm 5kg mà. Con này chắc tầm 5kg. Ăn ngồi bên này là mình mi. Đây nha mọi người. Đã chưa? Con này dinh lưới của người ta đó mọi người. Đây, dây còn dây lưới vẫn còn. Y hăng kìa. Đây, con này chắc tầm 5 kg. Ờ, tay mổ gì ơi. Mổ 5 kg mình học. Quá đã luôn. Nó tắp đâu mà. Và như vậy là anh em đã săn được một con cá lăng đá nha mọi người. Đây. Thì còn là từ giờ tới sáng mai anh em sẽ tiếp tục săn được thêm được con cá. Mà em phục cá thôi hỏi với tao. Cá bên đang hơi chắc đâu. Con lý phiền. Qua đã. Con này thì chắc nhỏ hơn con bị sải bữa mình. Con bị sải bữa thì nó to hơn. Như vậy là cũng ok rồi mọi người. Này thì Dinh còn anh Phi nha mọi người. Phi giờ vẫn đang rung rung. Ok, giờ mời mọi người cùng tiếp tục theo anh em Thiên. Hy vọng bây giờ sáng mai sẽ tiếp tục săn được con cá. Cật luôn mà. Tôm đó là bông mà. Giờ tầm 6 giờ nha mọi người. Nước đập thủy điện người ta xả rồi. Nước nó đang lên dần lắm mọi người. Một cần cầu Thiên thì vẫn để chỗ này, cần thứ nhất, cần thứ hai. Chắc giờ Thiên sẽ để cái cần câu này ở đây, xong rồi Thiên ra phía sau chòi Thiên thử đi soi nha mọi người, đi săn đêm coi có gặp được con nào không nha mọi người, mời tất cả mọi người. Soi được con chim nha mọi người. Đó, con chim này. Mấy cái đèn của Thiên. Giờ Thiên thử bắn nha mọi người. Con chim. Mọi người thấy không? Con chim nha mọi người. Ô, cá lăng tiếp. Quá đã luôn mọi người. Đã có kia mẹ kìa. Hút thăng ta phi. Cái con đó. To lắm. Đưa lắm mà. Cái ý nhật. Rồi, giờ chắc tầm 3 giờ kém. Anh em tiếp tục lên cá nha mọi người. Đến thời điểm hiện tại thì được anh em được 3 con rồi nha mọi người. Mỗi người một con. Của anh Phi thì con to nhất. Bây giờ anh em tiếp tục đợi. Đây là chỗ anh Phi ngủ nha mọi người. Anh Tư ngủ. Còn chỗ này là chỗ anh Phi. Chỗ này là Thiên ngủ. Đó, giờ chắc là Thiên vừa ngủ vừa đợi cá. Vừa đợi ở đây chuông reo để nghe báo cáo cho mọi người. Đó, mời mọi người
Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Nếu mà tí nữa nếu mà lên cái thì Thiên sẽ tiếp tục quay, không không thì sáng sớm mai Thiên sẽ quay cho mọi người xem nhé mọi người. Đó. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào sáng sớm ngày mai. Rồi sáng sớm anh em kiểm tra cần nha mọi người. Sau khi kiểm tra cần thì cần của anh Phi tiếp tục lên cá nha mọi người. Hy vọng là vẫn còn. Cái lăng tiếp mọi người. Giờ bắt được. Yes. Sáng sớm lấy mây. Con này chắc tầm 7-8 lạng. Rồi, xin chào buổi sáng nha tất cả mọi người. Hôm nay là chuyến đi ngày thứ hai của anh em Thiên. Bây giờ tầm 6 giờ sáng. Nói chung là sáng nay nước nó rất là sớm nha mọi người. Tầm 4 giờ mấy thì nước nó xuống rồi. Đó, bây giờ nước đang xuống rồi mọi người. Mọi người đã nước đang xuống rất là đẹp luôn. Tí nữa sau khi anh em ăn cơm xong thì anh em sẽ thử qua cái cục đá ngay giữa sân đó mọi người, sẽ cao thử. Còn bây giờ thì đang lúc anh em nấu đồ ăn sáng thì anh em sẽ tiếp tục thử thả cái khu vực này. Vực đây là bữa trước cũng sáng sớm bị đứt dây, còn cá lăng đá to tầm khoảng 5 kg lên ngay chỗ này đó mọi người. Đó, giờ anh em sẽ thử ném phần hơn tầm 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó. Nếu không thấy ăn thì anh em sẽ qua bên đó câu. Nó cần quần tư thì đang chỗ đó. Phần của Phi thì tí nữa sẽ tiếp tục ném dưới này nha mọi người. Phần của Thiên thì đang đẻ trên kia ngay chỗ sông đó mọi người. Và đây là kết quả của anh em từ từ 3 giờ hôm qua tới sáng nay được 2 con cá lăng đá. Với lại một con cá ngựa nha mọi người. Cá ngựa thì tí nữa ba anh em sẽ nấu đồ ăn. Lợn lợn rồi. Lợn tí lòng. Nó sẽ vô là sẽ vô rồi. Vô. Đá chưa mọi người.
vậy là anh em vừa thả hết xung quanh bờ này, tổng cộng hết 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cân nha mọi người. Đó, đây là con cá mà anh em Thiên sẽ nấu để ăn sáng cả lần đó. Con 2, con 3. Jogan mà break cái mồm này mà break cái ổ lợn mà lo phi cơm thì bữa nay cơm cơm khét cơm thúi. Ôn nấu để quên ngay bếp luôn, để cho lửa tự nấu luôn. Bảy màu à? Màu là mấy tối thì lịch bảy màu à? Hãy từ thơ ra lô ca đã ăn ạ. Ủa đi bên đó bên mà karmar rồi karmar bay thấp bay thấp bay thấp bay thấp con mà bay 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 ai nhìn thấy rít lên thấp rít rít này rít là tủ á ta cho rít ngăn cái tuyên bọc này thì dùng thì với sáng chưa bao giờ cũng có cắt từ ra rồi project kia rồi lại tôi ra đâu mà tìm khách ông group từ đâu nữa từ đấy tôi cũng phải về mà anh thay bây giờ gặp không chặn mình phải bị gặp không đó đó. Ôi, giờ tầm 10:03 nha mọi người. Thiên ba anh em Thiên sẽ dọn đồ rồi thu đồ đi về nha mọi người. Đó. Một số anh em thì đang gỡ tấm bạc để đi về. Lúc sáng thì như Thiên có báo cho mọi người là
bạn em Thiên sẽ câu trên đó, đi câu được lúc nhưng mà không thấy cá ăn nha mọi người. Xong rồi bây giờ bạn em Thiên thu dọn đồ đi về. Và bây giờ Thiên sẽ cho mọi người xem kết quả mà hôm qua tới giờ anh em câu được cho mọi người. Đây, mọi người thấy đã không? Đây còn cá lăng nha mọi người. Đó. Chắc có tổng cộng chắc tầm khoảng 8 kg nha mọi người. Đó, con này là con to nhất đó mọi người. Đây. Đây cả nhà. Con này là con to nhất đó mọi người. Đây. Đó. Vẫn còn sống nha mọi người. Đó, bây giờ thì chắc có lẽ là Thiên sẽ kết thúc video đây luôn. Tại vì giờ anh em sẽ đi dọc theo bờ sông dưới kia. Cũng khá là xa nha mọi người. Nên Thiên không quay thêm cho cả nhà xem. Đó, như vậy là kết thúc chuyến đi lần này của Thiên. Nếu như mọi người cảm thấy video của Thiên nó hay và hữu ích thì hãy nhớ cho Thiên một like, một đăng ký kênh, một bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha mọi người. Còn bây giờ thì Thiên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp. Tạm biệt mọi người.